Dạ em Tùng à, chào anh em. Thì hôm nay mình về cái máy rửa xe của Ruby HP. Thì cái dòng này nó siêu nhẹ nha anh em. Nó siêu nhẹ và nó là 600 PSI. Nó rất là cao. Sử dụng pin 18V cộng HP thì nó sẽ ra công suất cao. Thì nó rửa xe, rửa sàn, trà sàn các kiểu. Và motor của nó brushless 600 PSI. Nó cao hơn The One và nó nhẹ hơn nữa, thông số nhẹ hơn nữa cái đồ qua. Và giá của em này thì nó là 3.9 triệu cái body. Hàng này hàng Home Depot rồi, mới chân 100 và đập hộp cho anh em. Thì những cái video trước em có review rửa xe thực tế thì hôm nay mình sẽ chiêm ngưỡng thôi. Anh em nào muốn xem rửa xe thực tế thì vào cái kênh YouTube của mình. Rồi đây thì nó là mới chân 100 từ Home Depot về. Thì nó có cho đầy đủ trong này dây ống hút và nó ba tia, một tia là nước này, tia turbo và tia 15 độ, tia sấy. Rồi thì nó có catalog đầy đủ. Ok, anh em nếu mà anh em lấy nguyên một cái combo bao gồm có em này, nó được sản xuất 2023, Made in Việt Nam nha anh em, hàng Mỹ về. Nó có nhà máy ở Việt Nam thì nó xuất vào thị trường Mỹ, nó có chứng nhận UL. Cái này ok, đây là tiêu chuẩn như đây. Đây thì cái thân máy này nó siêu nhỏ gọn nhẹ nha, nó có ba cái mode điều chỉnh này, 1, 2, 3, và nó nhẹ hơn cái The One luôn. Rồi mở cục pin vào, rồi pin và sạc HP. Một pin một sạc nữa, chiều tư nữa là nó là đấy, nó là 5.3 triệu, năm triệu ba nha anh em. Đó. Anh em quan tâm thì liên hệ em Tùng 0962232100 để sở hữu một cái máy rửa xe này. Rồi mình sẽ test cho anh em xem cái máy rửa xe này. Pin này hết rồi, rất chưa gắn vào. Cái này là mình test trước, đỡ mình gửi cho anh em ha. Rồi cái đầu này thì nó sẽ hút với cái ống này, kết nối rất là nhanh, kết nối rất là nhanh và nó full phụ kiện. Cái này cứ chọc vào cái bồn nước thì nó sẽ hút lên. Rửa xe cũng được ha anh em ha. Và nó có một cái kết nối đây. Đây. Rửa xe, rửa máy lạnh rồi thoải mái luôn anh em. Anh nó có điều khiển này, nó chỉ vô. Rồi, anh em muốn chuyển cái này thì nó sẽ chuyển ha, và mình chuyển động cái này ha. Nó đúng khớp là nó vào. Rồi thì mở ra, cái này nó là siêu